Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change. Chào 500 em YouTuber. Thì cách đây vài ngày mình cũng có đăng một clip xe lim là mình dọn là tồn kho. Dọn tồn kho ở đây thì cái kiểu mình dọn thì chỉ thực sự là 50% tồn, 50% là mới và có dính đồ theo xe trên đó, sơn lại sử dụng lại. Thì cái quan điểm của mình như thế nào mình đã chia sẻ rất là thẳng thắn với mọi người. Thì đầu tiên là về cái gì? Giá tiền. Thực sự là về giá tiền đó thì để mà dọn một cái xe rim á, kêu là tồn kho, thì thực sự là trong những anh em mà chơi xe sẽ biết là hiện tại cũng rất là rẻ. Nói chung là cũng bình thường thôi chứ không có gì ghê gớm hết, bởi vì có những người ta thực hiện những cái xe mắc tiền hơn rất là nhiều. Thì mình cũng cố gắng mình mang lại những cái chiếc xe đẹp hoặc là những cái tác phẩm đẹp cho mọi người để mọi người coi hoặc là hiểu thêm. Thì mình cũng nhận được rất là nhiều lời chúc và những cái lời động viên cảm ơn từ anh em. Thì mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình khi mà mình đăng lên được clip đó thì cũng có nhiều người, người ta chung cái quan điểm với mình và người ta muốn là như vậy. Ví dụ như là khi mình dọn một cái món đồ tồn thì mình sẽ nói với khách là món này tồn. Hoặc là khi mà mình dọn á, mình sẽ nói là món này không phải tồn, món này trên xe anh sử dụng lại. Hoặc là khi mình mua á, mình cũng nói trước với khách cái này nó đời bao nhiêu, nó sẽ giá tiền vậy. Ví dụ như là có thể là một cái phục đời thấp thì nó tầm 8 triệu, 9 triệu. Còn một cái phục đời cao á thì nó rẻ hơn, nó tầm 4-5 triệu. Nó nói chung là đồ tồn kho các bạn cũng biết rồi, nó vô giá. Thì mình luôn nói rõ cái quan điểm của mình để mà khách biết, bởi vì mình rất là rõ ràng. Thì khi mà mình đăng clip lên thì có được con trai này, biển số cũng dễ thương chút, có gửi cho mình thực hiện. Thì em trai này cũng nói rõ anh Tây làm giống như xe của anh Can Campuchia. Bởi vì em cũng thích giống như anh Tây nói, những cái nào mà nằm bên ngoài á thì mình thực hiện nó, mình mua đồ tồn. Những cái nào mà nằm bên trong á thì mình xài phụ tùng mới bây giờ, hoặc là ví dụ mình xài được đồ cũ theo xe thì mình xài. Thì Tây cũng thấy cái đó rất là hợp lý, và thực sự khi mà dọn cái đó nó cũng nhanh nữa. Thì mình thấy làm cái đó thì nó vừa phù hợp thời gian, vừa phù hợp giá tiền. Và có nhiều người khi mà mình đăng clip lên thì người ta nói là thực sự là phí hay cái gì đó. Hơn cho tao mượn lại điện thoại tao đi. Thì thực sự là mình nói với các bạn á là nhu cầu khách hàng. Và khi mà một trong những cái vấn đề mà dọn đồ tồn kho á, nó sẽ phát sinh là các bạn đừng nghĩ là mình dọn một xe 200 triệu là mình lời 200 triệu đó, không có phải đâu các bạn. Bất kỳ xe nào cũng vậy, bởi vì thực sự khi mà mua đồ tồn kho á là giá thành những cái món đồ rất là cao. Và Tây thì không phải người chơi hệ tồn kho. Tây không phải người chơi hệ tồn kho nha, nói trước. Em dọn một xe thì em chỉ chú trọng vô là khách hàng của em có hài lòng hay không, và khách hàng của em có thấy cái xe nó đẹp hay không. Thì em sẽ cho mọi người, em sẽ cho mọi người nghe khách hàng của em nói những gì. Mày nói tôi còn đẹp hơn xe, đẹp hơn xe rim chưa đổ xăng của mình nữa mà. Nó dọn lên đẹp liền luôn. Thì khi mà anh trai nhận được cái xe á, anh trai có nói là cái xe rim mình dọn 200 triệu cho anh á, nó còn đẹp hơn cái xe rim Thái chưa đổ xăng của ảnh. Thì mình đã nói tới cái xe rim Thái mà chưa đổ xăng thì các bạn đủ hiểu là người ta đang sở hữu cái gì ha. Và bữa giờ cũng
các bạn cũng biết là cái xe Rim Thái mà chưa đổ xăng đó nằm ở mức giá nào rồi cái gì. Thì mình nói chia sẻ luôn là không phải là anh trai này có một chiếc xe chưa đổ xăng, mà anh trai có vài chiếc xe Rim Thái chưa đổ xăng và một cái góc nhỏ chơi xe hơi cổ đó. Và về anh Chanh Campuchia á, thì mình là người học hỏi từ ảnh đồ đạc, tất cả những cái món đồ là ảnh sẽ chỉ cho mình là đồ đó là đời nào, chứ mình không phải là người biết được cái món đồ ở đời nào nữa, bởi vì anh là một trong những người bán xe từ Campuchia qua Việt Nam hồi xưa. Nói chung là kinh nghiệm ta rất là nhiều, thì thực sự hai anh em cũng trao đổi rất là nhiều và cũng có những lúc mà chửi lộn rất là nhiều, bởi vì ổng thì ổng nói là cái này là nó sẽ đời này, tay thì tay sẽ nói cái này nó đời này. Thì bây giờ hai ông bắt đầu quan điểm thì mình đi kiếm người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm, mình hỏi coi thử ông nào đúng, mình cùng nhau mình đi lên, mình cãi lộn. Đây là mình cãi lộn vui á các bạn, mình cãi lộn để mà cùng nhau mình phát triển. Thì bây giờ có được em trai chủ xe này gửi mình thực hiện một cái xe Rim tiếp, thì hẹn các bạn qua Tết, xe này thì để qua Tết mình mới thực hiện, bởi vì bây giờ là mình đang ngưng. Những cái xe mà bỏ bây giờ là chắc chắn là qua Tết năm sau mới có, và tháng 8, tháng 9 năm sau mới có nha, chứ còn cũng không phải có liền bây giờ đâu. Đó, những cái xe mà bỏ bây giờ thì tháng 8, tháng 9 năm sau mới có, rồi mình dọn một cái xe riêng là 8 đến 9 tháng rồi. Đó, thì mình cảm ơn các bạn. Ví dụ như khi mà mình đăng một cái clip lên đó, các bạn nói làm sao, các bạn nói, hoặc là những cái người á mà người thợ mà giống như ganh ghét hay gì đó, em thực sự em không bận tâm và em không có quan tâm là thiên hạ nói gì, em chỉ cố thực hiện tốt cái việc của em. Bởi vì có nhiều người ta nói cái xe Rim đó không phải của anh Can Buchi, mà xe Rim đó của em ráp ra một xe Rim tồn kho, em quay clip xong em giả đồ, thực sự tiệm em không đủ thời gian để em làm việc đó, nó đối với em nó quá xa xỉ về thời gian. Thì khi mà em vừa đăng lên thì đây là một cái minh chứng cụ thể nhất là về một em trai cũng sẽ bỏ khoảng 200 triệu, 300 triệu ra để mà dọn một cái xe Rim, một nửa tồn kho, một nửa mới. Cái nào cần thay thế bằng đồ tồn kho thì thay thế, và cái nào kiếm mua được bằng đồ tồn kho thì sẽ kiếm, và cái nào không kiếm được thì thôi. Nó sẽ rất là dễ dàng cho mình các bạn, nó sẽ rất là dễ dàng cho mình. Thì mình cảm ơn mọi người và chúc mọi người có một đêm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Chào tạm biệt mọi người.